Xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng đi về miền nông trại của miền Tây Bắc Hoa Kỳ, Washington State, coi có gì nha cả nhà. Trên đường đi, chúng ta sẽ đi ngang qua dòng bài Muckleshoot. Đây là một trong những dòng bài lớn nhất của tiểu bang Washington State của người da đỏ nha cả nhà. Ngoài ra, ở đây thì vào cái mùa lễ độc lập cũng có một cái sân bán pháo bông rất là lớn của người da đỏ, nhưng mà hai năm nay dịch Covid đó, cho nên mình không có tới. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã tới nơi mà mọi người có thể buôn bán gia súc và các loại đồ dùng mình không xài nữa, mình đem tới đây bán nha cả nhà. Nơi bán đấu giá các thứ nha cả nhà. Bây giờ trước tiên thì anh xã mình sẽ đi vô trong văn phòng để lấy một cái tấm số nha cả nhà. Trước đây thì mình phải đưa 5 đồng để thế chân cho tấm số, nhưng mà bây giờ thì đổi chủ mới thì chỉ cần đưa bằng lái xe cho họ quét thôi nha cả nhà. Ở phía trước đây lúc trước cũng có mấy người hát nhạc country á cả nhà, vui lắm, nhưng mà bây giờ đại dịch thì không có người hát nữa. Ở đây nếu mà hàng mình đem vô bán thì người chủ sẽ lấy 35%. Make it easy. Đây bây giờ anh xã mình đưa bằng lái xe cho họ quét, họ scan đó cả nhà. Ở đây cũng có một cái quầy hàng nho nhỏ bán những chiếc áo, chiếc mũ, hàng lưu niệm nha cả nhà. Anh xã mua cho mình chiếc mũ có tên hiệu của tiệm cả nhà, coi có đẹp không nè. Và đây là tấm số họ đưa cho mình nha cả nhà. Để một lát nữa đó thì mình muốn mua cái gì trong cái phòng đấu giá, trong cái sàn đấu giá thì mình đưa số lên để cái người mà rao bán đó, họ chốt giá cho mình, để họ biết cái số của mình để họ giao hàng cho mình đó cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào sàn đấu giá nha cả nhà. Người rao hàng sẽ cho một cái giá và mọi người sẽ bắt đầu đấu giá với nhau, trả giá lên. Cuối cùng người trả giá cao nhất và không ai trả giá nữa thì mặt hàng sẽ được chốt giá ở giá đó nha cả nhà. Bạn không nhất thiết phải mua hết số hàng người chủ bán nha cả nhà. Ví dụ họ có 2 thùng thì bạn có thể mua 1 thùng. Vào mùa hè đó cả nhà, lúc trước đó thì mình hay tới đây hầu như mỗi tuần hoặc là cũng 2 tuần một lần để mua những cái con gà tre hay là những con thỏ về nuôi đó cả nhà. Nhưng mà khoảng 2 năm nay vì công việc làm với lại đại dịch nữa cho nên không có tới đây. Bây giờ sau 2 năm mình mới trở lại. Đây là cái số ký hiệu ở trên cái thùng hàng và cho biết ở trong đó có cái gì đó cả nhà. Yeah,
Đây là những cái số ký hiệu họ dán lên đánh dấu cho từng mặt hàng nha cả nhà. Họ bán những cái thùng chứa nước luôn nè cả nhà. Người rao hàng cho biết cái giá của cái lưới và chiều cao, chiều dài cái lưới nha cả nhà. Em trai này đo thử nè cả nhà. Chị này cũng muốn đo vô thử coi cao bao nhiêu. Chim bồ câu nè cả nhà, dễ thương không? Đây là trứng cút nha cả nhà. Có nhiều hộp cho nên người rao hàng hỏi người mua muốn mua mấy hộp. Còn đây là những chú gà con nha cả nhà. Wow, con công đẹp quá cả nhà ơi. Đây là cái lồng chim họ không có xài nữa đó cả nhà, họ đem bán lại. Và tiếp tục đây là những chú gà con nha cả nhà. Mình không ở sàn đấu giá nữa, mình ra phía sau coi những chú nai sao rất là dễ thương nè cả nhà. Những người chủ họ gửi ở đây để bán cho buổi đấu giá vào ngày chủ nhật đó cả nhà. Và đây là những chú cù nha cả nhà. Thì hôm nay mình đi là vào ngày thứ bảy. Thứ bảy thì họ đấu giá những con vật nhỏ như là chim hay là thỏ hay là gà đó cả nhà. Còn chủ nhật thì họ lại đấu giá những con vật lớn như là nai, dê, ngựa, cù, bò. Mấy con dê này thấy mình quay phim nó nhìn mình dễ thương không cả nhà ơi. Mấy con này chắc lớn hơn, nó thấy có sừng rồi nè cả nhà. Đây là bò con nha cả nhà, được 9 tuổi, tức là 9 năm đó cả nhà. Con này thì cũng già rồi, cũng mười mấy năm đó cả nhà. Bên này thì có mấy con này thì cũng 19 năm, 19 tuổi đó cả nhà. Wow, ngựa đẹp quá cả nhà ơi. Ở phía trong xa quá, mình chỉ đứng ở ngoài quay thôi, không có vô trong được nha cả nhà. Bây giờ thì mình trở lại ngang sàn đấu giá ra về nha cả nhà. Lúc trước mình mua hàng xong mình phải đợi hết buổi đấu giá mình mới lấy hàng ra được nha cả nhà. Còn bây giờ mình chốt giá xong mình ra trả lại thẻ số và họ đưa biên nhận cho mình ra nhận hàng nha cả nhà. Hôm nay thì mình không có mua gì cả nhà nên bây giờ mình ra về.
Đây là chiếc xe để vận chuyển những con vật lớn tới bán, giống như là bò hay là ngựa đó nha cả nhà. Bây giờ thì về thôi cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mong rằng đại dịch này sớm qua đi, nhất là ở Việt Nam mình. Và những ai chẳng may mắc phải bệnh COVID-19 thì sớm được lành bệnh và trở về cùng gia đình vui vẻ, bình an. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.